Xin chào các bạn đang xem video trên kênh Giao Nhật Bãi 323. Hôm nay là ngày 19 tháng 2. Như thường lệ, mình lên video vào mỗi thứ hai hàng tuần. Các sản phẩm giao bên mình, khách hàng mua về chỉ việc sẵn sử dụng, không cần phải mài, không cần phải vệ sinh. Bên mình đã vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra độ chắc chắn của từng cây dao và đặc biệt là nắn thẳng từng cây dao, lấy độ chuẩn của lưỡi dao, sau đó mài sắc bén như dao mới trước khi mang lên giới thiệu. Giá bán và kích thước sẽ báo cụ thể trên video. Giá bán chưa bao gồm phí ship. Phí ship mình tính đồng giá là 30.000 đồng. Khách hàng mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại và Zalo 0989068323. Và khách hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận thanh toán. Sau khi kiểm tra đúng hàng, chuẩn hàng như mình đặt mua thì sẽ thanh toán. Thể lệ mua bán thì khách hàng đặt cọc trước cho mình 50.000. Và một số khách mới thì cọc 50.000, còn khách quen thì không cần cọc. Rồi mình đi vào chi tiết. Hôm nay thì có một số mẫu dao mới, mẫu dao Global, hàng chưa qua sử dụng. Rất là mới. Hàng rất là đẹp, chất lượng. Có dao đi rừng, một số cây đề ba bản lớn. Rồi mình đi vào chi tiết. Hôm nay là mã 58, có hơn 50 mã sản phẩm. 58-1, một cây Suzuki. Cái này là nguyên khối thép không gỉ, kích thước lớn. Cái này thì cái phần cán của nó đã được hàn. Họ đã hàn ở đây. Cái này không phải là mình hàn. Cái này là cây người ta có thể bị gãy, người ta hàn. Và trong quá trình hàn nó bị thủng cái lỗ ở đây, một cái lỗ nhỏ. Cái này thì có thể về chúng ta đắp keo lại, đắp keo kim loại, keo hàn kim loại. Chất lượng cái này thì rất là tốt. Và đặc biệt đó là thép không gỉ. Chiều dài lưỡi là 29.3, bản rộng 3.3. Cái này có độ dày là 3 ly. Giá bán 450.000 đồng. Một cây Suzuki. Hoặc là bạn nào biết hàn inox, hoặc là thuê cái thợ hàn inox, người ta sẽ xử lý cái vết hàn này. Chiều dài rất là tốt. Năm 58-2, có một cây dao quắm, hàng của Nhật Bản, và cái này sử dụng thép giấy xanh, thép giấy xanh và thép giấy trắng, cũng như là một số loại thép khác, thì nó là những cái dòng thép cao cấp nhất của các sản phẩm thép dùng rèn dao của Nhật Bản. Thép giấy xanh, độ cứng của nó lên tới 63-65 HRC, rất là cứng. Thép carbon, 3 lớp thép, lõi sử dụng thép giấy xanh. Chiều dài lưỡi dao là được 18, tổng chiều dài là được 51.2. Cây dao có bản rộng là 4. Và độ dày cái này chừng 6 ly. Cái thép giấy xanh của nó thì độ giữ bén của nó rất là cao. Nó cứng và độ giữ bén cao. Độ bén của nó này. Này thì dùng phát cành cây. Phát những cành nhỏ. Hoặc là chặt những cành nhỏ. Rất là ok. Giá bán 500.000 đồng. Cây xanh rất là rõ ràng. Năm 58-3, mình xin giới thiệu đến quý vị khách hàng một cây dao 3 lớp thép, lõi thép vòng bi, ốp không gỉ. Đây là một sản phẩm dao của thợ Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì thường người ta sẽ sản xuất từ những cái
tận dụng từ những cái thép, ví dụ như là nhíp xe, vòng bi hay là dây tàu. Giờ đây thì người ta đã phát triển thêm là người ta ốp không dỉ hai bên, một cái cải tiến rất là hay. Và nó hợp với xu thế, nó sẽ có cái độ chống dỉ rất là cao. Lõi được sử dụng là lõi thép vòng bi. Cái này có chiều dài rất là tốt. Khâu bát giác và đồng thau cán gỗ lim. Chiều dài lưỡi là 21, bản rộng 5.1. Độ dày, cái này có độ dày là 2.5 ly. Giá bán 500.000 đồng. Độ ngọt rất là ngọt. Mép dao được mài rất là mỏng, cái này chỉ dùng để thái. Giá bán 500.000 đồng. 58-4, một cây dao đi rừng, 3 lớp thép. Cái này thiết kế lưỡi một bên nhưng mà lại là hàng 3 lớp thép. Lưỡi dùng cho tay phải, chữ khắc thủ công rất là đẹp. Tình trạng cái dao thì hoàn toàn như mới. Cán gỗ sồi, cái vân thép của nó rất là rộng. Tấm 8, bản rộng 5, độ dày 5.5 ly. Cái này ở sát cán, đóng chữ giấy xanh này. Cái này là mình mua lại của một shop, bởi vì thấy tình trạng cái dao còn rất là tốt, mình mua lại của một shop. Mình về mình mài, xử lý thật sắc bén. Giá bán 500.000 đồng. Các bạn có thể về mài tách vân theo ý mình. Cái này vân lõi của nó rất là rộng, rất là đẹp. 58-5, một cây dao đi rừng, 2 lớp thép. Cái này cán của nó mình thay bằng cán gỗ xưa. Giờ đây xưa rẻ, giá lõi xưa rất là rẻ. Người ta chặt nhiều, ở quê mình người ta chặt nhiều, mình tận dụng những cái lõi của nó về làm cán. Cái này lưỡi dao dùng cho tay phải, bề mặt của nó khắc hình đầu rồng rất là đẹp. Chữ khắc thủ công. Và đặc biệt cái này là sử dụng thép Tamahagane, một cái loại thép mà được sử dụng trong rèn kiếm. Người ta làm lõi kiếm, độ cứng của nó rất là cao và độ giữ bén của nó rất là lâu. Rất là đẹp. Dài lưỡi là 20, bản rộng 4.9, độ dày 6 ly. Cái thép Tamahagane này là rất là ít gặp, và mình cũng rất là ấn tượng với cái đầu rồng này. Đầu rồng này nó nhìn nó rất là thẩm mỹ, đẹp. Giá bán 1.000.000. Mình đi vào chi tiết các mã dao nhà bếp. Combo gồm 2 cây dao nguyên khối thép không dỉ, có giá là 120.000 đồng. Cái này thép không dỉ, dùng nó sẽ rất là sạch, vệ sinh nó sạch. Cán 2 đinh chốt, một cây Gyuto. Chiều dài lưỡi là 19.1, bản rộng 4.6, độ dày chừng 2 ly. Và một cây Santoku, nguyên khối, thép không dỉ. Dài lưỡi là 16.8, bản rộng 4.7, độ dày chừng 1.5 ly.
Những cái dòng dao này các bạn mà biết mài nó sẽ rất là bén. Thi thoảng chúng ta mài lấy lại độ bén theo cái định kỳ. Và nếu chúng ta dùng nhiều thì chúng ta cũng cái thời gian định kỳ đó nó sẽ ngắn giúp bớt đi. Thường sau khoảng 1 tuần chúng ta sẽ mài thì cái lưỡi dao nó luôn là sắc bén. Giá bán 120.000 đồng. 58-7, 1 santoku, 3 lớp thép, không gì, lõi carbon. Cái này chữ khắc rất là rõ nét, khắc đậm. Cán 3 đinh chốt, không bị hở. Tình trạng dao hoàn toàn như mới. Chiều dài lưỡi 17.8, bản rộng 4.5. Độ dày, cái này có độ dày 2 ly. Giá bán 270.000 đồng. Tình trạng dao hoàn toàn như mới. Dao Nhật Bản thì cái kích thước dao thường nó nhỏ. Tuy nhiên cái ưu điểm của nó, độ sắc nét tỉ mỉ và độ sắc cạnh cũng như là độ giữ bén của nó rất là cao. Giá bán 270.000 đồng. 58-8, 1 cây Ryuto, con này của Masahiro, mộc diện. Trên đây nó có thông số là 450. Con này sử dụng thép không gỉ. Cái tem của nó bằng hợp kim nhôm Masahiro. Bản rộng 4.3, độ dày gần 2 ly. Cái dáng Ryuto này, cái mũi của nó khá là nhọn, chúng ta có thể dùng lóc và thái. Giá bán 150.000 đồng. Bên mình thường hạ mép dao khá là mỏng. Một cái ưu điểm của nó là nó sẽ có độ bén rất là cao. Và ưu điểm nữa là khách hàng mua về trong quá trình sử dụng mài lấy lại độ bén rất là nhanh, bởi vì mép dao nó mỏng, nó không bị dày. Tất cả những cây dao bên mình mua về đầu tiên là vệ sinh, sau đó là phải nắn thật thẳng. Nắn thẳng từ thân dao đến cái độ cong của lưỡi dao nó phải hợp lý, không lồi lõm. Cái đó là cái tiêu chuẩn cơ bản của một người thợ. Sau đó là mài bén, khách hàng mua về chỉ việc sử dụng thôi. 58-9, 1 santoku, cái này sử dụng thép không gỉ nguyên khối, bề mặt còn chữ, tình trạng dao hoàn toàn như mới, đằng sau nó có một cái móc treo bằng thép không gỉ. Sau khi dùng xong, một số người họ dùng treo dao lên như vậy. Chấm 8, bản rộng 4.7, sát cán. Cái này có độ dày 2 ly. Cái này dùng bổ hoa quả và thái đồ ăn chín. Rất là tuyệt vời, sạch. Giá bán 120.000 đồng. Một cây Ryuto của Sakai Kikumori. Cái này sử dụng thép Vanadium Steel. Câu đúc thép vanadium, độ kháng gỉ của nó rất là cao, có thể coi là không gỉ. Cái này tình trạng cán của nó hở rất là nhẹ. Có thể tháo cán ra hoặc là vẫn để nguyên như vậy xử lý, sử dụng vẫn là rất là ok. Tùy vào tình trạng cán hở nhiều thì mình sẽ tháo cán ra. Dài lưỡi là 18, bản rộng 4.3, độ dày 2 ly, giá bán 250.000 đồng. Các bạn dùng trải nghiệm dao Nhật thấy nó khác biệt so với dao của Đức, khác biệt so với dao của Việt Nam về cái độ giữ bén của nó. Nó có hai dòng, một dòng thép carbon, một dòng thép không gỉ. Cái dòng thép carbon
Đây, ví dụ như đây là một dòng thép carbon. Nó là cái dòng thép truyền thống. Độ giữ bén của nó rất là cao. Và một ưu điểm nó dễ mài sắc. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là có gì? Vì cái ưu điểm của nó nổi trội, người ta vẫn sản xuất ra cái dòng thép carbon này. 58-11, đây là một cây Nakiri. Thép carbon, 3 lớp thép. Lõi của nó, lượn sóng. Tốt. Chiều dài 18.6. Bản rộng 5.5, một kích thước rất là tuyệt vời. Một cái Nakiri 18.6 nó rất là dài rồi. Cán của nó khắc chữ. Cái này chỉ dùng để thái. Giá bán 350.000 đồng. Dày sắt cán cái này 3 ly. Cái dao thiết kế chỉ dùng để thái. 58-12. Một Nakiri thép carbon, 3 lớp thép. Cái này có một cái lõi của nó rất là rộng. Lõi của nó lên tận trên này. Cái này còn lớp ram. Bên đây lớp ram trong quá trình vệ sinh. Nó bay. Lõi cái này rất là cứng. Mình không check được. Có thể bên này chữ của nó. Nhưng mình vệ sinh nó phá bỏ cái lớp rỉ bề mặt đi, nó bay mất chữ rồi. Cái này người ta đã xử lý keo. Cái cán rất là chắc. Chấm 8. Bản rộng 5.4. Độ dày 4 ly rưỡi. Cái này lõi rất là cứng. Mình mài cái này, cái ấn tượng với cái này lõi rất là cứng. Chỉ dùng để thái. Giá bán 300.000 đồng. 58-13. Một Nakiri thép carbon, 3 lớp thép. Cái này của làng rèn Sakai. Tình trạng dao thì hoàn toàn như mới. Bề mặt còn nguyên lớp ram, cán còn nguyên tem, và cái lớp ốp của cây này nó là thép nhiều vân. Cái này mình không mài tích vân. Cái lớp ốp của nó là lớp ốp thép nhiều vân, cho các bạn về mài tích vân có thể thấy rõ. Cán góc cạnh được bo rất là cẩn thận, cán hình chữ D, cán và khâu hình chữ D. Dày thì trong, mỏng dần về mũi. Dài lưỡi là 16.7. Bản rộng 5.3. Độ dày 4 ly. Giá bán 450.000 đồng. Cái này chỉ dùng để thái. 58-14. Một Nakiri thép carbon, 3 lớp thép, cán gỗ khâu sừng trắng. Cái này chữ khắc trên bề mặt là chữ khắc thủ công bằng tay. Và cái này sử dụng lõi thép giấy xanh. Cái này có bị nứt một đường rất là nhỏ ở tại điểm ngón tay của mình đây. Những cái dao, những cái ưu điểm, nhược điểm của cái dao mình sẽ cố gắng để thật chi tiết trong quá trình giới thiệu. Sống khá là dày đều và mỏng dần về mũi. Cái vết đứt này nó không ảnh hưởng gì đến công năng của cái dao, đến chất lượng của lưỡi dao. Cụ thể là cắt giấy nó không bị mắc. Thép giấy xanh thì độ bén của nó rất là cao. Ám rỉ bề mặt, đó là cái điểm đặc trưng của thép carbon. Cán gỗ khâu sừng trắng. Dài lưỡi là 16.1. Bản rộng 5.1. Độ dày sắt cán cái này 5 ly rưỡi. Cái này
rất là nhiều chữ khắc bằng tay, có cả mộc truyện. Giá bán 400.000 đồng. Cái này chắc chắn là hàng hệ, mình không có dịch được chữ. Tay kiểu như là khắc thư pháp, chữ nó hơi uốn lượn một chút cho nên là rất là khó để mà dùng Google dịch. 58-15, một nakiri, thép carbon, 3 lớp thép. Cái này bề mặt còn nguyên lớp ram, cán còn tem và khá là dày, dày từ trong, sắt cán mỏng dần về mũi. Cái thiết kế của những cây rèn thủ công nó dày như vậy thì cái cổ dao nó bé như này, nó sẽ có độ cứng. Còn nếu mà đánh mỏng đều thì nó sẽ không có độ cứng ở sắt cổ dao. Cái này sử dụng thép Yasuki. Thép Yasuki là thép của nhà máy Hitachi, nó chỉ có thể là thép giấy xanh hoặc thép giấy trắng. Trên đây có logo hình con ngựa, hơi mờ một chút. 3, bản rộng 5.3, độ dày 5.5 ly, giá bán 450.000 đồng. Cái này mình trong quá trình mài mình chưa gạn hết cái bao vía của nó và mình cũng chưa mài tách vân. Nó sẽ nổi rõ cái lõi thép của nó. Một cây dao Miyoroshi. Cái này 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Bề mặt ốp kháng rỉ, có kháng rỉ nhẹ. Bề mặt dao còn rất là đẹp. Đây là chữ khắc trên thân dao. 2 lớp thép. Cái này mình đã mài tách vân. Ba, bản rộng 4.1, độ dày, cái này có độ dày là gần 4 ly, giá bán 300.000 đồng. Cái này thì các bạn dùng có thể lóc mổ cá, nó dán vào một cái Miyoroshi. Mình đang bị cúm, giọng nó sẽ hơi khó nghe một chút. Ở ngoài Bắc đang có dịch cúm A. Năm 58-17, một cây dao 3 lớp thép, thép carbon 3 lớp thép. Cái này sống dao rất là dày, sống dao dày, dày từ trong ra ngoài mũi còn rất là dày. Cái này có chữ nhưng mà chữ nó hơi bị mờ, trong quá trình vệ sinh nó mờ. Chữ D ở phía cán này còn cái tem của nó. Cái này mình vệ sinh từ trong, tháo tang cán ra, vệ sinh sạch rồi kết nối bằng keo hai thành phần. Chiều dài lưỡi là 17.2, bản rộng 4.5, độ dày sắt cán cái này 4.5 ly, về mũi còn 2 ly. Dáng cây dao này vừa thái vừa lóc, cái mũi này có thể dùng lóc rất là ok. Bề mặt có kháng rỉ cho nên là bề mặt dao còn rất là đẹp. $20.000. 58-18, có một cây dao thép carbon 3 lớp thép. Cái này ốp kháng rỉ, bề mặt còn kháng rỉ rất là cao. Cái dáng cái này là do người ta dùng mòn, người ta mòn còn đến như vậy. Cái này dùng chuyên về lóc thì rất là tuyệt vời.
cán có bị nứt một xíu, mình xử lý bằng keo hai thành phần, khâu bằng đồng thau. Chiều dài thân dao được 15, tổng chiều dài được 24.2, rộng sát cán cái này 3.4, độ dày sát cán cái này gần 4 ly, giá bán 250.000 đồng. Cái này chuyên dùng để lóc. Lóc thì rất là tuyệt vời. Nó gần giống một cây dao bầu của Việt Nam. 58-19, một cây lóc của Sugimoto. Mình gặp rất nhiều cái cây Honetsuki kiểu này. Tuy nhiên một cây của Sugimoto thì lần đầu tiên là có. Kích thước cái này rất là dày dặn, dài và dày dặn. Một cái điểm là cái này mình tháo cán ra để vệ sinh. Trong quá trình mình lắp lại, thậm chí là mình tán bằng cái đinh tán nó to một chút, nó còn nứt cả cái cán này. Rất là đáng tiếc. Các bạn mua về cái này thì cứ để như vậy sử dụng, hoặc là muốn thẩm mỹ hơn thì các bạn có thể thay cán. Còn cán này đảm bảo các bạn là rất là chắc rồi. Mình kết nối bằng keo hai thành phần này, rồi tán bằng đinh rất là cẩn thận. Cái này giá trị sử dụng. Còn về thẩm mỹ, các bạn về thì có thể cho chút hơn. Bên đây là chữ khắc của Sugimoto, nó hơi mờ một chút. Ở trên là Tokyo, dưới là Sugimoto. Còn bên đây là mục truyện đặc trưng của hãng này. Cái dao rất là dày. Chiều dài lưỡi dao là 16.7, tổng chiều dài là 30. Bản rộng sát cán là 4.4. Độ dày cái này gần 5 ly, giá bán 380.000 đồng. Các bạn có thể check hãng Sugimoto và kiểm tra cái dòng Honetsuki, dòng chuyên lóc này. Các bạn sẽ biết được cái giá của một cây dao nó như khoảng bao nhiêu tiền. Chắc chắn nó sẽ là tiền triệu. 58-20, mình có một cây Ryuto 3 lớp thép. Cái này lõi không xác định, chỉ cái này khả năng cao là xanh hoặc trắng, bởi vì cái dòng này nó ốp không gì, ốp Narcissi. Cái này là hàng sưu tầm của mình, bởi vì cái này giá trị sưu tầm của nó là một cây ốp Narcissi, kích thước rất là khủng. Cụ thể chiều dài lưỡi là 22.8. Bản rộng sắt cán là 4.7, gần 4.8. Độ dày là 3 ly. Về mũi còn 2 ly. Cán bát giác, khâu sừng trắng bát giác. Cái cán này là một anh em thợ ở Việt Nam xử lý. Dáng này nó giống một cây Ryuto, và nó cũng giống dáng của một cây Sashimi, cây Miyoroshi bản lớn. Cực kỳ ngọt mềm. Giá bán 2 triệu. Ốp Narcissi mà kích thước dài như vậy là rất là ít gặp. Lõi của nó rất là rộng. Mình sẽ... Đây, lõi của nó. Bạn về mài Tech Vân thì sẽ thấy cái lõi nó nổi bật. 58-21, một cây Ryuto của Takazuki, Inox 240, Made in Japan. Cái mộc truyện đặc trưng của hãng ấy, Takazuki. Ở cán của nó cũng vậy. Cái cán này nó là bằng cái dòng nhựa cao cấp, nó chịu nhiệt rất là tốt, nó bền hơn gỗ. Chiều dài lưỡi là 24, bản rộng 5.1, rộng sát cán
Và độ dày sát cán cái này hơn 2 ly, tầm 2 ly rưỡi. Giá bán 400.000 đồng. Cái này dùng bổ hoa quả hay là thái thịt tảng lớn, rất là ok. Với chiều dài của lưỡi dao là 24 cm. 58-22, một cây dao thép carbon 3 lớp thép. Cái này một cái dáng dao 3 lớp rất là đẹp, nó hơi bầu ở giữa. Hàng thủ công, dày từ trong, mỏng dần về mũi. Lõi dao, đường phân tách, lõi và ốp rất là đẹp. Chỉ dùng để thái. Nếu các bạn dùng nhiều, nó dày cái lưỡi lên, hoặc là các bạn mài đứng lưỡi lên một chút thì các bạn có thể chặt gà, rất là ok. Còn hiện tại mình hạ mép để dao thiên về thái nhiều hơn. Bề mặt ốp kháng rỉ nhẹ. Chiều dài thân dao là được 23.3. Tổng chiều dài là được 32.4. Phần rộng nhất là được 6.3. Độ dày sát cán. Dày sát cán cái này là hơn 4 ly. Lõi đẹp tuyệt vời, lõi lượn sóng, da mai lượn sóng. Giá bán 850.000 đồng. Cái này một số anh em chia sẻ là họ có kinh nghiệm, họ nói là cái này dùng thép giấy trắng, bởi thường là cái dòng này nó không đóng mác thép trên thân dao, bề mặt dao còn rất là láng mịn, rất là đẹp. 850.000 đồng. 58-23, một cây Santoku 3 lớp thép. Ốp không gì. Lõi đường gian mai lượn sóng rất là đẹp. Chữ khắc thủ công bằng tay. Loại gỗ nhiều vân. Khâu nhựa. Rất là cao, từ lõi dao rất là đẹp, thiết kế tổng thể rất là đẹp, chuẩn dáng là một cây Santoku hàng thủ công. Chiều dài lưỡi là 16.7, rộng sát cán 4.5, độ dày hơn 2 ly, 2 ly rưỡi, về mũi còn 1 ly rưỡi, hàng thủ công nó sẽ dày từ trong mỏng dần về mũi. Bề mặt dao, cái sọc dọc của nó trong quá trình sản xuất. Giá bán 500.000 đồng. Năm 58-24, một Santoku 3 lớp thép, lõi thép carbon có gì, ốp không gì. Thép carbon như mình có chia sẻ, cái ưu điểm của nó độ bén cao, độ giữ bén lâu. Nhược điểm có gì, người ta khắc phục nó bằng cách ốp không gì hai bên, chỉ để nguyên cái phần lõi nhỏ xíu này ở phần lưỡi dao là cái thép carbon lộ ra để chúng ta sử dụng cái ưu điểm của nó. Cái này chỉ dùng để thái. Chiều dài lưỡi 16.7, bản rộng 4.5. Cái này có độ dày là 1 ly rưỡi. Giá bán 230.000 đồng. Năm 58-25, một Santoku 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gì, ốp kháng gì. Lõi đường gian mai lượn sóng, đường phân tách giữa lõi và ốp rất là đẹp, rõ nét.
cán gỗ khâu sừng, cái khâu của nó có một cái vết nứt nhẹ ở đây. Tình trạng cán còn rất là tốt. Khâu có bị nứt, tuy nhiên là nó không bị vênh hở, mà nó giữ nguyên cái tình trạng của nó ban đầu, nứt rất là nhẹ. Sát cán rất là dày, hàng rèn thủ công, nó thường như vậy để nó tăng cái độ cứng chắc cho cái phần cổ dao bé như vậy. Dài lưỡi 16.5, bản rộng 4.6, độ dày sát cán 5.5 ly, chữ khắc vào mộc diện. Một cái dáng phổ thông, cái dáng dao phổ thông của người Nhật, chất lượng của nó thì tuyệt vời lắm. Một số người vì đam mê dao Nhật chỉ sưu tầm dao về lau chùi, cất vào trong hộp, không mấy khi sử dụng. Nhiều khi họ chia sẻ mua về rất nhiều sản phẩm, mua xong về lôi ra cắt giấy, mài xong cắt giấy xong lại tra dầu rồi lại cất bảo quản. Sao đó là một cái thú vui sưu tầm. Cái này giá 350.000 đồng, 58/26, một cây dao thép carbon 3 lớp thép. Cái này tình trạng dao còn lớp ram. Tách vân, bề mặt dao rất là tốt, tình trạng dao còn khá là mới. Cán có chữ, nó có cái băng dính của người Nhật quấn ở đây, mình không có tháo bởi vì nó khá là chắc. Tháo cố tình lôi cái này rồi nhưng mà nó rất là cứng, rất là chắc, không lôi được. Chiều dài lưỡi là 15.5, bản rộng 4.2, độ dày 4 ly, mỏng dần với mũi. Cái này với dáng như vậy dùng lóc và thái rất là ok. Một cây hàng rèn thủ công, giá bán 280.000 đồng. Một cây đề ba 2 lớp thép, cái này của làng rèn Sakai, đề ba mini đã mài tách vân 2 lớp thép. Chữ khắc họ làm rất tỉ mỉ. Đây là chữ khắc, bên đây cũng có chữ cả hai bên. Dài lưỡi là 10.9, bản rộng 3.4, độ dày 2.5 ly. Cái này đi câu cá dùng cái này rất là hợp lý, giá bán 120.000 đồng. Đài 3 58/28, một Santoku mini 3 lớp thép, đã mài tách vân. Dòng mini này có thể dùng để lóc, rất là đẹp, cán rất là chắc chắn. Bề mặt có kháng dỉ nhẹ. Chiều dài lưỡi là 11.7, bản rộng 3.4, độ dày sát cán 3.5 ly, mỏng dần về mũi. Một cây Santoku mini, giá bán 130.000 đồng. Mình có một số cây Petty của Global. Petty dòng này sử dụng thép không gỉ nguyên khối, đúc liền với cán dao. Cái dòng này thép rất là cứng, và nó là một cái hãng của Nhật sản xuất. Đây, Global, made in Japan. Thậm chí những cây dao nó còn khắc cả
thương hiệu Global ở trên cán này. Lô hàng mới của mình có rất là nhiều những cây Global rất là chất lượng. May giới thiệu với các bạn Made in Japan, cán dao. Và mình kiểm tra chất lượng của dòng này, thép rất là cứng. Kênh của mình thường không nhập những dòng Global bởi vì nó cũng khá là có nhiều hàng tạp. Tuy nhiên lô này mình rất là ưng với chất lượng của nó. Chiều dài là 9.1, chiều dài lưỡi 9.1, tổng chiều dài là được 19.5, bản rộng 2.1 và độ dày 1.5 ly. Cái này dùng bổ hoa quả Betty Mini, bổ hoa quả rất là sạch và độ bén, độ cứng của nó thì tuyệt vời. Mình giá bán cái này là 100.000 đồng. Cái nào cũng vậy, mình đều đã mài sắc bén. Dòng này thì các bạn dùng xong để nước thoải mái, cắt chanh thoải mái, nó không có bị sét. $100 một cây. .58-30, một cây đề ba kích thước rất là khủng. Cái này có thể dùng chặt, cái này khủng và dày dặn. Cái này hãng này hình như là của Tojiro, không biết có chính xác không. Trên đây là chữ Tokyo phía trên. Lưỡi dao dùng cho tay phải, đã mài tách vân. Bên đây cũng có một chuyện khắc bằng tay, có chữ khắc bằng tay. Cán gỗ, khâu sừng, khâu rất là dày, khâu sừng rất là dày. Sống dao dày, độ kháng dỉ cao, thép carbon kháng dỉ cao. Dài lưỡi là 22, rộng sắt cán 5.5 và dày sắt cán là 1 ly. Cầm cây dao nó rất đầm tay. Cái này dùng mổ cá, cắt xương cá và lóc cá ngừ, lóc cá lớn, rất là ok. Dòng dao này lóc những con cá tầm 5-10 cân, rất là đầm tay. Những con cá ngừ của họ có thể lên đến mấy chục cân. Họ dùng những cái dòng người Nhật, người ta dùng những cái đề ba lớn, cắt xương rất là ok. Cái này tình trạng bề mặt rất là tốt. $200.000. 58-31, một cây đề ba, hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải, cán gỗ, khâu sừng. Cái này khâu sừng cũng rất là dày, trên cán rất là nhiều chữ. Đường phân tách giữa hai lớp thép rất là cao. Cái này tình trạng bề mặt dao còn rất là tốt, kích thước dao cũng vậy, rất là tốt. Cụ thể chiều dài lưỡi là 17.9, bản rộng 5.4, độ dày sắt cán cái này 8.5 ly, mỏng dần về mũi. Giá bán $500.000. Kinh nghiệm của mình thì đề ba, cái bờ mép dao của nó đây, chúng ta lóc cá, ta sẽ lóc như vậy. Chúng ta lấy cái điểm G này, tại vị trí này làm cái điểm để chúng ta giữ cái cữ khi lóc. Chỉ có ở Nhật Bản thấy cái dòng dao đề ba này. 58-32, một cây đề ba, hai lớp thép, dùng cho tay phải, thép carbon.
Cái này chữ khắc ở mặt trong. Khâu bằng đồng thau, mình tháo vệ sinh từ trong và kết nối lại bằng keo hai thành phần. Cái lý do cầu kỳ như vậy là nó là thép carbon, do quá trình để bãi ở lâu nó sẽ bị rỉ, một số cây nó bị rỉ ở trong này, cần tháo ra, bởi vì trong quá trình nếu mà không tháo ra vệ sinh thì nó sẽ bị ngấm nước ở trong này, trong quá trình dùng nó sẽ bị chảy cái nước rỉ, màu rỉ nó chảy ra ngoài, nó rất là mất vệ sinh. Chiều dài 15.3, bản rộng 4.9, độ dày 7 ly, độ dày gần 8 ly, giá bán 180.000 đồng. Một cây đề ba, hai lớp thép dùng cho tay phải, lưỡi dao dùng tay phải. Cái này khá là dày dặn, bị nứt nhẹ một xíu ở đây. Cái này thì nguyên bản cái này, cái người ta sử dụng, người ta mài cả bên phần lõi thép bên này, nó gần như là để tạo ra một cái lưỡi cân. Tuy nhiên thì cái lõi thép của nó là má trong này, mài chính xác chỉ cần mài bên này thôi, cho nên nó có ảnh hưởng đến cái lõi của nó còn rất là nhỏ. Khi chúng ta mài dần lên cao này, mòn dần thì cái lõi của nó sẽ lộ ra dày hơn. Cho nên cái này mình đánh giá cái nhược điểm của nó nhiều như vậy, mình bán 100.000 đồng. Lưỡi dài tới 17.1, bản rộng 4.5. Họ dùng rất là nhiều, nó mòn. Độ dày là 8 ly rưỡi, độ mòn rất là cao. Giá bán 100.000 đồng. Phần chỗ điểm ngón tay của mình đây có một vết đầu kim ở lưỡi dao, mình bán rẻ, các bạn về xử lý thêm cũng được. Mình bán 100.000 đồng là cái giá gọi là bán để các bạn trải nghiệm. Những cái ưu điểm của cái dao và những nhược điểm mình sẽ cố gắng nói thật cụ thể. Cái điều đó là không thể che giấu, để cho khách hàng có một cái sự lựa chọn nó thật sự thoải mái và khách quan. Mình làm kênh bán hàng nó mang tính chất lâu dài, không có mình làm sao nó trung thực, khách hàng nó sẽ có sự tin tưởng ủng hộ kênh mình. 58-34, một đề ba, hai lớp thép. Cái này của Kia, lưỡi dao dùng cho tay phải, mộc triện hồ lô. Kia là một cái thương hiệu rất là VIP, và với những dòng Santoku hay là dòng Ryoto, họ giờ đấy họ sử dụng thép siêu dưới xanh rất là nhiều, hoặc là thép bột tốc độ cao, những cái dòng thép cao cấp cực kỳ VIP. Còn những cái dòng Kia mà họ sản xuất theo truyền thống thì họ thường là sử dụng thép dưới xanh, thường thấy ở trên những dòng Nakiri, những cây đề ba mà cũng có thép dưới xanh. Đề ba mà chuyện hồ lô này thì nó là thép giấy trắng. Thép giấy trắng cái độ bén của nó, độ giữ bén của nó tương đương với thép giấy xanh, chất lượng tương đương nhau, dòng thép rất là cao cấp của Hitachi. Những cái kiến thức mình có được mình chia sẻ với các bạn như vậy. Chiều dài lưỡi là 16.8, bản rộng 5.1, độ dày là 7 ly rưỡi, mỏng dần về mũi. Giá bán 400.000 đồng. Nếu mà thép giấy trắng số 1 thì cái độ cứng của nó rất là cao. Độ cứng cao, quan trọng của nó có một số chỉ tiêu để đánh giá cái chất lượng thép. Thứ nhất là độ cứng. Thứ hai là độ giữ bén. Tức là cứng rồi nhưng phải giữ bén lâu. Và thứ ba là độ dễ mài. Càng cứng thì lại càng khó mài. Có nhiều cây độ cứng rất là cao nhưng mà nó lại không có độ giữ bén thì nó cũng không thể nào làm dao được. 58-35, một cây đề ba, cái này ba lớp thép, lưỡi dao dùng cho cả tay trái và tay phải. Cái này sử dụng lõi thép giấy xanh,
Tết mình cái này gặp rất là vài anh khách rất là buồn cười. Cái này của làng Gentosa. Dài lưỡi là 15, bản rộng 4.8. Độ dày gần 8 ly, mỏng dần về mũi. Cái này có thể dùng cho cả tay trái và tay phải, bởi vì lưỡi của nó là lưỡi cân ở giữa. Tỷ lệ 4:6, dùng cho tay phải nhiều hơn. Lõi thép giấy xanh, một cái dòng thép rất là cao cấp. Giá bán 450.000 đồng. 58-36, một đề ba, hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái này làm cá tầm khoảng độ 1-2 cân trở lại đổ xuống thì rất là hợp lý. Kết nối bằng keo hai thành phần sau khi vệ sinh từ trong. Dài lưỡi là 13.8, bản rộng 4.5 và độ dày 7.5 ly. Giá 180.000 đồng. Bị cúm sổ mũi rất là khó chịu. Mình có bé đi học lây ở các bạn ở lớp, xong về là bố mẹ lây hết cả nhà luôn. Một cái đề 3 mini, cái này giá là 50.000 đồng. Cái này có vẻ là thép nguyên khối, vẫn là hàng rèn thủ công, dày thì trong, mỏng dần về mũi. Dài lưỡi là 8.8, bản rộng 3.1, dày chừng 3-4 ly, bán cái này 50.000 đồng. 58-38, một cây Nakiri, thép carbon nguyên khối, có giá bán là 120.000 đồng. Dài lưỡi là 16.3, bản rộng 5.1, độ dày chừng 1.5 ly. Các bạn có thể trải nghiệm dao Nhật với những cây dao có giá trung bình như vậy. Thép của Nhật nó rất là cứng. Những cây nguyên khối thì thường được đánh giá thấp hơn so với những cây ba lớp thì họ sử dụng cái lõi thép cứng ở giữa và ốp hai bên bằng thép mềm. Đó là cũng là một cái nguyên tắc mà người ta rèn kiếm, người ta sử dụng nhiều lớp thép. 120.000 đồng. 58-39, một Nakiri, cái này sử dụng thép không gỉ nguyên khối, bề mặt có khá là nhiều chữ, kích thước nhỏ, dùng thái thịt chín, thái đồ ăn chín và bổ hoa quả. Giá bán 100.000 đồng. Dài lưỡi 16, bản rộng 4.1, độ dày chừng 1.5 ly. Thường có những cây dao phân khúc giá thấp mình cũng sẽ giới thiệu để khách hàng có sự lựa chọn nó đa dạng hơn. 58-40, một Santoku. Cái này ba lớp thép, sử dụng lõi thép không gỉ, lõi gôn, hàng ba lớp thép, mình có thể nhìn đều đó ở sống dao. Bản rộng 4.3, độ dày 1.5 ly. Tổng thể cây dao rất là đẹp, lõi gôn, một cái dòng lõi rất là cao cấp. Những cây dao có chữ lõi gôn mình đều đánh giá cao hơn so với những cây dao thép DP. Giá bán 280.000 đồng, cán rất là đẹp, không bị hở. Cầm cái cán nhẵn bóng, đẹp. 58-41, một Nakiri, ba lớp thép, cái này lõi không gỉ và ốp không gỉ.
liền với cán và thân dao. Cái này có chữ ở đây, tuy nhiên các bạn về nhìn trực tiếp thì mới nhìn được cái chữ của nó, nó rất là mờ. Cho nên là tình trạng của nó có nhiều cây bay chữ. Chiều dài lưỡi 16.8, bản rộng 4.4, độ dày 2 ly, lõi không dỉ, thường là VG10. Cái này phần mũi dao người ta sử dụng nhiều, nó hơi mòn hơn một chút. Có người thì dùng dao đẩy, thái, khi thái người ta đẩy. Còn có người thì người ta dùng kéo như vậy. Và cái cách dùng dao kéo như vậy thường ở người Nhật, người ta thường lọc động vật ấy, người ta lọc thịt riêng, xương riêng ấy, sau đó người ta dùng mũi dao người ta kéo nhiều. VG10, độ bén của nó rất là cao và nó không dỉ. Giá 380.000 đồng. 58.42, một cây dao hoàn toàn như mới. Xài lướt hoặc là có thể chưa xài. 3 lớp thép. Đường răn may lượn sóng. Cái cũng rất là có cái sự tinh tế và đặc biệt, nó không bị ngấm nước vào trong. Cán dao một cái dòng gỗ màu đen rất là cứng, cầm nó rất là bóng. Đặc điểm của cái dòng dao này, sống dao nó hơi võng một chút, thì nó sẽ để cái phần lưỡi dao hơi bầu ra, tay cầm hơi ngửa lên một chút, hơi để cái sống dao này ướt nhẹ xuống rất là nhẹ. Điều đó là khi chúng ta thái, nó sẽ rất là bám thớt và tay sẽ không bị chạm vào thớt. Cái dòng này nó chỉ có cái mộc triện đặc trưng của nó thôi. Các bạn có thể check, mình để ảnh như vậy này. Các bạn có thể check cái dòng này, check cái ảnh này trên Google, thì các bạn sẽ ra được cái thông tin của cái hãng này. Giá mới của nó hình như là 2 triệu mấy, 2 triệu rưỡi thì phải. Còn cái tên hãng mình không nhớ lắm. Cái này hoàn toàn như mới. Chiều dài lưỡi là 17.9, 18. Bản rộng 4.5. Độ dày 2 ly, bề mặt vân búa, giá bán 1 triệu 6. Dao chưa sử dụng. Năm 8.43. Một cây dao của Tojiro, 3 lớp thép, lõi dao sử dụng thép Thụy Điển. Trên đây có đóng rõ thép Thụy Điển bằng tiếng Nhật. Bên đây cũng là chữ và mộc triện đặc trưng của hãng, nó hơi mờ một chút. Dáng của một cây Ryuto. Cán của nó tương đương với thép dây xanh. Nó có hai dòng thép, một dòng thép kháng dỉ cao và một dòng thép không dỉ. Bề mặt ốp không dỉ, rất là sạch. Dài lưỡi là 21. Bản rộng 3.9 sát cán. Độ dày 1.5 ly. Tổng thể cái dao rất là đẹp. Một cây dáng này là dáng Ryuto và cũng có thể coi là một dáng của cái dòng Suzuki. Giá bán 400.000 đồng. 58.44. Một cây sashimi, 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái này mình đã mài tách vân, cán vào khâu hình chữ D, chữ ở bên đây. Có kháng gì. Dài lưỡi là 20.2, bản rộng 2.8, độ dày 4 ly,
mỏng dần về mũi. Cây dao cầm rất là chắc tay, lõi dao lợn sóng rất là đẹp. Tổng thể cây dao còn tình trạng còn mới đến 90%. Giá bán 230.000 đồng. .58-45, một sashimi, hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cây dao này có mộc triện và chữ khắc rất là rõ nét. Kích thước cây dao này hoàn toàn còn như mới. Và một cái ưu điểm mình muốn nhấn mạnh cây dao này là cái độ kháng dỉ của cả lõi và ốp rất là cao. Có thể coi là không dỉ, vẫn có dỉ nhé, nhưng mà mình có độ kháng dỉ của nó rất là cao. Cán ra, độ kháng dỉ của nó rất là cao. Cán vào khâu hình chữ D, đằng sau có chữ, tem vẫn còn. Dài lưỡi là 21.4, bản rộng 3.3, độ dày sát cán 4 ly, mỏng dần về mũi, hàng rèn thủ công. Cái này có cả một triệu. Giá bán 400.000 đồng. Cắt nó mượt khủng khiếp. Không check được cái lõi của nó là hãng gì, là lõi thép gì. Lõi rất là cứng. Một sashimi, hai lớp thép. Cái này lõi không gì, ốp không gì. Hãng thì mình không check được hãng gì. Cái này của là dạng Sakai. Cán của nó bát giác. Lõi không gì. Ốp không gì. Cái không có đường phân tách giữa lõi và ốp. Và cái đặc điểm đó thường là mình thấy ở những cái dòng thép bạc ba hay có như vậy. Nếu cái này là bạc ba thì chất lượng rất là tốt. Dài lưỡi là 18.8, bản rộng 3, độ dày đều, độ dày 3 ly, giá bán 400.000 đồng. Dao rất là bén, tình trạng dao như mới, dao không dỉ cho nên nó rất là sạch. 58-47, một cây Usuba. Cái này Usuba dùng cho tay trái. Đây, mình đang cầm vào tay trái đây. Khi mà thái nó sẽ như vậy. Cái này chữ khắc ở mặt trong này. Cán gỗ khâu sừng. Cán vào khâu hình chữ D. Lõi và ốp rất là rõ ràng. Khâu dao cũng như là cán dao còn rất đẹp. Dài lưỡi là 18.1, bản rộng 4.4, độ dày gần 4 ly. Usuba dùng cho tay trái. Giá bán 400.000 đồng. Usuba thì người ta có thể dùng nó để thái. Và một cái công năng đặc biệt của Usuba đó là, các bạn biết là gì không? Người ta tạo hình hoa quả. Cái ví dụ như là mình thấy người ta hay sử dụng những cái cải trắng này, cà rốt này, người ta cắt nó mỏng đều, nó tạo thành một cái kiểu như là một cái cuộn giấy. Người ta cắt bằng Usuba bởi vì lưỡi của nó thẳng. Người ta lấy một cái cữ này để người ta cắt. Nó sẽ cắt bề mặt của cái củ đó rất là đều và nó, cái sản phẩm của nó ra nó sẽ như một cái cuộn giấy mỏng đều. Một cây dao của Sugimoto. Cán hai đinh chốt, bề mặt có kháng dỉ, ốp kháng dỉ nhẹ.
Con này là Sugimoto số 6. Cái mũi dao do mình chế cái mũi dao, bởi vì cái phần mũi dao này người ta dùng nó nhiều hơn so với ở trong này, thì mình đã chế thành một cây giáng. Giáng này giáng cũng rất là quen thuộc của các đầu bếp người Trung Quốc, người ta hay dùng. Nó giáng kiểu như một giáng santoku bản lớn. Thái thì sẽ sử dụng vào trong này nhiều. 3 lớp thép. Phần rộng dưới này là 8.5, trên này còn 7.5, lệch nhau 1 ly, lệch nhau 1 cm. Độ dày cái này là 3 ly, về mũi còn 2 ly. Giá bán 1.200.000 đồng. Cái này mình xa le giảm giá. Trong Tết mình bán 1.500.000. Nhưng cái dáng này nó sẽ không quen thuộc với nhiều người. Cái này sẽ phù hợp với những anh em làm đầu bếp. Thì dùng cái này, mình giảm cái này. 58-49. Một cây Sushikiri 3 lớp thép. Thì còn như mới. Đây là chữ khắc. Sushikiri, tên gọi của cái giáng dao này. Cái này dùng cắt sushi của Nhật Bản. Nó là hàng rèn thủ công, cán gỗ khâu sừng, nó dày. Dày từ trong, mỏng dần về mũi, bề mặt có kháng rỉ tốt. Và lõi dao rất là rộng, lõi dao rộng đường gian mai lượn sóng. Mài lướt qua thôi, cái lõi của nó hiện lên rất là đẹp. Và đặc điểm, cái này thì nó rất là bén. Cái này nếu mà các bạn sưu tầm những cái dòng dao Nhật thì đây là một cây Sushikiri có thể sưu tầm. Hoặc nếu các bạn về giá trị sử dụng, cái này cũng thái rất là ok. Với chiều dài của nó rất là dài. Và cái lưỡi của nó lưỡi bầu. Lưỡi bầu như vậy thì dù thớt võng hay là thớt thẳng, thớt cũ, thớt mới đấy, đều dùng cái dòng dao này rất là tốt. Nó xử lý tốt những cái trên những cái bề mặt thớt đó. Khi mà chúng ta dùng một thời gian dài nó dày cái lưỡi đi, có thể làm một cây dao chặt rất là ok. Dài lưỡi tới là 22.9. Phần rộng nhất là 7.3. Và độ dày 5 ly. Về mũi còn 2 ly rưỡi. Giá bán 1.400.000 đồng. Sushikiri. Một cây Sushihiki. Cái này sử dụng nguyên khối thép không gỉ. Chốt khâu của nó bằng nhôm hoặc là hợp kim nhôm không gỉ. Lưỡi dao dùng cho tay phải. Dài lưỡi là 20.4. Bản rộng 2.6. Độ dày đều. Độ dày 2 ly rưỡi. Phần sát mũi của nó ám gì rất là nhẹ. Bề mặt bên này thì rất là tốt, không có vấn đề gì. Giá bán 300.000 đồng. Một cây Sushihiki. Cái này 3 lớp thép. Chữ khắc thủ công. Cái này rất là nhiều chữ. Gỉ và ốp không gỉ. Khâu đúc. Những cái dòng ốp không gỉ
tình trạng dao còn như mới. Dài lưỡi là 19.8, bản rộng 3.1. Cái này độ dày 1.5 ly, giá bán 380.000 đồng. Này, cái bao vía của nó mình chưa gặn hết, nó hơi mắc một chút lớp bao vía của nó thôi. $380.000. 58-52 giới thiệu các bạn một cây dao của Global. Con này bay chữ rồi, vệ sinh bay chữ rồi, hoặc là có thể không đóng chữ ở trên đây, phần cán không thể đóng chữ. Tuy nhiên chất lượng mình đã test qua, lưỡi dao rất là cứng, chất thép rất là cứng, thép không gì. Cũng như dòng này chuyên để thái, không được chặt. Dài lưỡi là 18, bản rộng 5.1, độ dày, cây dao có độ dày là 2 ly. Tình trạng dao hoàn toàn như mới. Đây là những cái hàng lỗi của công ty, nó có lỗi nhẹ một cái điểm nào đó. Đây, trên đây vết hàn vẫn chưa xử lý. $300.000. Phần nhiều là những cây dao này bị đánh lỗi ở phần hàn cán, nó có cái xử lý chưa được tốt, người ta sẽ phân loại làm lỗi luôn và nó trở thành hàng bãi. Giá bán 300.000 đồng. Những dòng này thép rất là cứng nhé, các bạn về trải nghiệm những dòng này, mình thấy nó chất thép của nó rất là cứng và ưu điểm tuyệt vời nữa là nó không gì, giá thành cũng rất là ok. 58-53 một cây Global. Đây là chữ ở trên thân dao này, thép không gì, Japan G2. Sản xuất tại Nhật Bản. Một cây Ryuto. Bạn nào thích dùng dáng Ryuto, dùng cái này. Dài lưỡi là 20.3, bản rộng 4.6, Độ dày 2 ly. Bạn nhìn cái form dán dao của nó, cầm rất là nhẹ, chừng 2 lạng, tức là 200 gram. Độ bén thì tuyệt vời. Mới, dao chưa qua sử dụng. Đồng. 58-54 cũng là một cây Global. Cái này made in Japan, có mộc triện. Cái này là phần cán của nó, có đóng Global, đóng cả hai bên. Cán là có những cái điểm dấu búa để chống dính. Cây dao này lưỡi rất là dài. Kế cong nhẹ tạo cái điểm nhấn rất là mềm mại cho cây dao, cầm rất là vừa tay, thép không gỉ. Chromova 18 stainless steel, một cây dao chưa qua sử dụng. Dài lưỡi là 20.5, bản rộng 5.1, độ dày 2 ly, hơn 2 ly một xíu. Giá bán 380.000 đồng. Dùng những cây dao lưỡi dài, bạn nào thích những cây dao lưỡi dài thì dùng những cây này rất là đã. Dao chưa qua sử dụng, đây cũng có thể là một trong những cái lỗi của nó.
không thấy có vết nứt, mà đây là một điểm hàn inox. 58-55, một cây global, lưỡi răng cưa cầm rất là bén. Japan, cái này dùng cắt bánh mì hay là cắt cá đông, mình chưa có sử dụng qua cái dòng này. Thép không gỉ, dài lưỡi là 21.8, rộng sắt cán cái này 3.6, độ dày cái này độ dày 2 ly. Thép không gỉ, cái này lưỡi này có thể đánh vài cá được không, mình chưa có dùng cái dòng này. Giá bán 200.000 đồng một cây dao hoàn toàn mới. Và cuối cùng của video, 58-56, cũng là một cây dao lưỡi răng cưa. Hai cái này lưỡi khác nhau. Một cây đây mình đang cầm cho tay phải thì nó như vậy, còn cái này cầm tay phải thì cái điểm răng cưa nó lại hình bên này. In Japan, cái này mộc truyện còn rất là nét, hàng chưa qua sử dụng, chữ cả hai bên, hàng rất là mới. Đây, điểm lỗi của cái này đó là cái dấu hàn nó có vấn đề một chút. Cái này có khắc ở trên cán. Thân dao được 23.3, bản rộng 4.3, độ dày 2 ly. Cái này giá bán là 250.000 đồng, có số lượng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Xin chào các bạn.